Vì mưa chiều có chính mưa mà thôi. Mà nó lên xong nốt cao mà nó mệt nó thở. Anh đau họng quá, anh hát thêm một bài nữa thôi nhá. Anh không hát hết được đâu. Gian tư là thế này, 24/7 nghĩ đến em, nghĩ đến em. Thả mây trôi qua từng kẽ tay, cho làn khói để kẽ bay. La 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 ta. Thư. Ô kìa. Từ đây là anh đàn mà không thể thẩm âm như thế em. Anh mày nghe. Anh vừa đánh đàn á? Ừ. Ơ, từ khi em đeo cái tai nghe chống ồn Sony WH-1000X M3 em chả nghe thấy cái gì cả. Đâu xem ạ. Chả nghe thấy à, gì. À, cái tai nghe mới của Sony gì. Sắp tới là Sony Show các bạn cũng được trải nghiệm cái này này. À, mà đề cập luôn với chiếc tai nghe ngày hôm nay của mình sử dụng, đó chính là chiếc tai nghe Sony WH-1000X M3. Đây là một chiếc tai nghe không dây với công nghệ chống ồn hàng đầu, chủ động để đảm bảo cho là chúng ta sẽ có một không gian tĩnh lặng nhất và đắm chìm vào không gian âm nhạc sôi động. Với bộ xử lý chống ồn HDQN1 cùng với khả năng chống ồn tự động theo cá nhân độc đáo, cũng như là nó có thể tối ưu hóa áp suất khí quyển phù hợp cho các bạn hay kiểu lên máy bay. Về kết nối thì chúng ta cũng sẽ có Bluetooth và NFC. Rồi, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái thử thách với cái chiếc tai nghe Sony WH-1000X M3 mà mình đã giới thiệu ngay từ đầu. Đó chính là một thử thách mà bọn mình sẽ đeo tai nghe và hát những ca khúc của rất rất nổi tiếng của thập niên khoảng tầm 8X, 9X, mà khi mà thời điểm Nghiệp Ánh Huy các thứ. Câu chờ bong bóng à, bài tủ của anh. Bài tủ của anh. Ngày xưa rất xưa ấy, có một nàng công chúa hồn nhiên như mây trên bầu trời, đùa giỡn với gió và trăng, được tự do cùng mưa hát vang. La la la. Nàng công chúa bằng bóng yêu chàng mưa lơ đãng, dường như bên nhau quên giận hơn, dù có những lúc mưa vô tình làm buồn công chúa bong bóng nhiều lần. Yêu và yêu có thế thôi, thu về là mưa không ngớt, bong bóng đêm mưa bong bóng không như bóng lại. Nhưng nàng công chúa biết chăng, mưa là người đàn ông dối gian. Vì mưa chiều có chính mưa mà thôi. Mà nó lên xong nốt cao mà nó mệt nó thở. Anh đau họng quá, anh hát thêm một bài nữa thôi nhá. Anh không hát hết được đâu. Ngày xưa tôi cũng yêu người, tôi yêu đẹp xinh như hoa như đôi thiên thần. Giờ đây tôi lặng im nhìn em xa rời tôi, chia đôi cầu vồng ngày xưa. Đã khuya rồi vẫn ngồi bếp sao. Dừng lại đi. Không hát được nữa rồi, đầu họng lắm rồi. Anh chàng đã không còn nữa, chỉ còn chiếc cầu vồng khuyên để mình tôi đơn côi. Đến bao giờ mới được có em, đến bao giờ cầu vồng sợi hai như tuần hương. Tôi ngồi giữa đêm lạnh vắng, hỏi vì sao tôi lại khóc. Giờ mới biết đâu là yêu. À, mệt thế. Bài này bố mình thích dã man. Bố ơi, nếu bố có xem được cái clip này thì đừng thất vọng về con nhé. Tèo đeo, tèo đeo đeo. Cái hồi học lâm đầm suốt ngày ngay bài này. Vào tông. Bên kia bầu trời về đêm chắc đang lạnh răng, và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm. Lưỡi mây mang vào phòng, vòng tay của anh nồng nàn, nhẹ nhàng ôm cho em những giấc ngủ ngon. Ngày xưa mà đi thi Lomo mà chọn bài này là vào đấy. Người biên lên gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió, để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin và tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, sáng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ngấm áp. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc.
của anh mà thôi. Như vậy đó là thử thách ngày hôm nay, đeo tai nghe và hát. Chiếc tai nghe ngày hôm nay của mình sử dụng đó chính là chiếc tai nghe Sony WH-1000XM3. Và nếu như mà các bạn muốn trải nghiệm thêm rất là nhiều sản phẩm khác của Sony tương tự thì có thể đến với Sony Show tổ chức tại Hà Nội vào ngày 18 đến ngày 20 tháng 10 tại Royal City. Ngoài việc được trải nghiệm rất là nhiều sản phẩm của Sony, chúng ta sẽ còn được trải nghiệm rất nhiều và tham gia vào rất là nhiều hoạt động khác, ví dụ kiểu là rap acoustic này, chơi game với S Channel trên sân khấu này. Có smart home và gặp được chú chó Shawnee, gặp được chú chó gì? Aibo à, đúng không? 2.000 đô. 2.000 đô la một chú chó này các bạn nhá. Anh Tân đã có một cái cuộc gọi là dự định là sẽ so sánh nó với cả em Bắc của anh Tân rồi. Đó, thì các bạn để theo dõi. Và ngoài những chiếc tai nghe Sony này ra thì chúng ta có thể trải nghiệm rất rất nhiều những sản phẩm khác đến từ Sony khi mà các bạn tham gia vào Sony Show. Ví dụ như kiểu là loại Echobat này, camera alpha này, rồi TV này, rất rất vân 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 vân. Và nhớ nhá, hãy đến với Sony Show vào ngày 18 đến ngày 20 tháng 10 này tại Royal City, Hà Nội. Bật mí các bạn luôn nhá, là đến đấy các bạn sẽ còn được tham gia vào rất nhiều hoạt động như kiểu là rap acoustic này. Nghe anh Đen Vâu này, chị Kim My, anh Linh Ly hát và rap cùng nhau trên sân khấu. Hoặc là các bạn cũng có thể lên sân khấu và chơi game cùng S Channel Team. Và nhận rất nhiều phần quà hấp dẫn. Rồi, còn có lẽ bây giờ thì xin chào và gặp lại các bạn trong những thử thách lần tới. Còn bây giờ thì có lẽ My muốn hát tiếp thì có thể hát tiếp. Nếu mà mọi người muốn nghe tao hát tiếp. Bye bye.